Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi Guitar Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Thì tối hôm nay em Long Bùi sẽ lên một clip mới về những cái đàn nâng cấp của khách hàng. Thì mấy hôm nay thì lo những cây cất thơm và hàng đặt đóng nên không thể nào lên được hết những cái clip mà bên cơ sở sản xuất đàn Guitar Long do những người khách nâng cấp cũng như là những cây đàn thanh lý kho cao cấp. Thì rất vui nhưng mà vẫn rất là vui khi được mọi người luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho mình trong cái thời buổi kinh tế nó khó khăn này, nhưng mà mình làm việc với cái chất lượng và cái độ uy tín của mình làm trên một cái nền tảng của Guitar Long rất là gọi là số lượng mình làm rất nhiều. Thì mình cũng khuyên mọi người khi mua online thì nên mua ở những cái cơ sở lớn và chất lượng, nói chung làm nó có khách ra khách vào rồi mọi thứ thì nó sẽ ổn định cho mọi người, cũng như là không chỉ riêng ở Guitar Long, nếu ở đâu mọi người cảm thấy tin tưởng mọi người mua, nhưng mà gọi là đa dạng mẫu mã chất lượng trên cây đàn đó mọi người nha, chứ đừng có đỡ mua xong rồi về cao dây cao action đánh không được và rất khổ. Dù mọi người bỏ tiền ra là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu thì mọi người đều phải sở hữu được một cái đàn nó chất lượng. Cũng như Long Bùi đã làm clip, dù 1 triệu 1, 1 triệu 8, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu thì mình phải xứng đáng với cái giá tiền mình bỏ ra, và cái đàn của mình nó cũng phải xứng đáng với những gì mà mình sở hữu nó. Đó, thì bây giờ Long Bùi sẽ đưa máy quay còn lại để sẽ quay cho mọi người ha. Quay cho mọi người về cái 4 cây thì trong đó có 2 cây của chú Ngọc ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cùng với Long Bùi. Chú có xem clip của Long Bùi rất nhiều và chú cũng nhà ý muốn nâng cấp lên cái một cái cây Takamine hay là cây Yamaha gì đó cho nó cao cấp một tí đó. Thì chú có nhắn cho mình nhưng mà chú vẫn chuyển hàng vào cho mình. Thì mình sẽ quay 2 cây của chú trước ha. 2 cây của chú trước. Đây là cây Moritz M640, cây này là cây hồi trước mình đấu giá rất hay và sình còn cực kỳ đẹp luôn mọi người. Đây là cái hộp theo của nó luôn này. Chú chơi cái đàn, chú giữ đàn rất kỹ. Cây này chú mua chắc nếu mà mình không nhầm thì cũng đã 2 đến 3 năm rồi. Đây, cây này rất đẹp và thời mình làm Moritz. Đó, mà dòng Moritz M640 này á, thì mình có tư vấn cho chú cây này. Đó, Moritz M640 mình có tư vấn cho chú cây Moritz MC40 này, tại vì dòng Moritz nó sản xuất cho dây sắt rất nhiều. À, còn có một cây dây sắt mà mình về trong cái đợt này mình về có một cây dây sắt của Đức 30 nữa, tí mình bay luôn để cho tiền. Đây là cây LV MSB12, mình đã tư vấn cho chú cây này thời trước mình đấu về là cây này là với giá là 9 triệu là chưa có LV, 9 triệu là chưa có LV, còn rất thật, rất là đẹp luôn ha. Còn gọi là còn của dây nylon mà là những cái đời này mà còn rất là đẹp. Đó. Action những cái ngăn dưới này. Ngăn dưới nó rất là thấp mọi người. Nói chung những cái đàn của mình thời trước mình làm hàng đấu á, mình tuyển những cái cây đàn xuất sắc cho khách. Quá tuyệt vời mà con không biết sao chú Ngọc lại nâng cấp nữa. Cây này thì quá tuyệt vời chú ạ. Chú thích chơi dây sắt. Chú thích chơi dây sắt cho nên vừa rồi có hỏi mình những cây đứt 40, 50 và 60. Thì nhưng mà chú hỏi lúc mà chú hỏi để nâng cấp thì khách họ lấy hết rồi. Thì hy vọng thì đợt này mình sẽ có về đứt 60, 80 mình sẽ cố gắng đợi cho chú nâng cấp khách. Nhưng mà cây Moritz này chú đỡ cây Moritz này đi, là mai mốt cần cây ni lông mà tầm giá đó thì sẽ không có cây ni lông như này mà đợi cho chú chơi ha. Đây. Rất đẹp mọi người, rất đẹp. Còn barre action cực kỳ thấp luôn. Action của cây này cực kỳ thấp luôn ha, cực kỳ thấp, rất là nhẹ. Nhẹ xuống những cái ngăn dưới này. Đó. Nhẹ. Nhẹ lắm. Quá nhẹ. Cái này nãy mình lên dây rồi mà nó xuống dây.
Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người luôn luôn nhắn tin hỏi Long Bùi, cũng như là đáng tin tưởng mới là viết tâm tròn một cái đàn của bên mình, chứ không có tròn ở đâu khác hết. Thì Long Bùi rất là vui luôn. Và cảm ơn những người chú, người anh, những người chị đã mua hàng và comment cho Long Bùi, cũng như là chụp hình, quay video gửi cho mình. Những người lớn tuổi hơn cả ba mẹ mình nữa, nhưng mà vẫn xem video của mình và gửi cho mình những cái bản thu, bản nhạc mà mọi người vừa hát, vừa đàn, vừa hát trên cái đàn của mình. Mình rất vui. Tại vì mỗi lần mình làm một cái gì đó mà chỉ còn một cái sự mà không hài lòng của khách hàng thì mình cũng rất là áy náy, cho nên mình cũng phải làm sao cho nói chung nó sẽ tốt nhất. Số 1 Moritz MC40, dòng cực kỳ hiếm của Moritz, thì với EV Mate B12 luôn, thì mình nâng cấp cho chú với cái giá là 4.500.000. Thì anh em chỉ có một cây này thôi, thì cây này nó được nâng cấp và mình đã làm cho mọi người với cái giá thấp nhất có thể là bằng hơn 50% của giá ban đầu thực tế ha. Cái này thì mình Moritz này là lúc trước là với cái giá là 9 triệu là thêm bộ EV 650 nữa, EV Mate B12 nè. Thì bây giờ là cây số 1 với giá là 4.500.000 đó. Tiếp theo là cây đây, mình sẽ làm cho mọi người cây sắt, cây số 2 mọi người đọc ha, tại mình làm theo cây luôn. Đây là một cặp của chú này, một cặp của chú. Đây là cây Eco One dáng A, cho những người ai thích form nhỏ. Tại Eco One này nó có ba dáng, là dáng A này, dáng D là thùng vuông, và dáng đơ khiết là thùng D mặt tiên, là đơ khiết là đơ lớn. Còn đây là dáng A là cho những người thích form nhỏ. Đây, hôm trước mình có lên mấy cây eco nâng cấp của khách hàng thì có nhiều anh em chưa sở hữu được đó, thì bây giờ có thể sở hữu được một cây này. Cái này thì hàng của mình lúc đầu về là 5.500.000 một cây. Sau này thì mình không có biết, là mình không nhớ là lúc mình về được 600 cây eco này thì nó có giảm được tí nào không, mình không nhớ lúc bên công ty họ đưa về. Thì bây giờ mình sẽ làm cho mọi người với giá là 2.500.000 cho một cây Eco One, một dòng eco rất cao cấp nha. Đây Action rồi, mình vừa mình nhận xong đàn của chú sáng nay, là mình đã vệ sinh setup, mình kiểm tra hết thử cái đàn là có vấn đề gì không, rất là good luôn, rất đẹp luôn, very good. Thì đây là một cặp của chú. Và cây này thì sẽ có giá là 2.500.000 thôi mọi người, 2.500.000 thôi. Cho anh em thích chơi dây sắt thì có thể sở hữu cây Eco One rất là gọn này ha. Cho anh em nào thích tập chơi và thích ăn nhậu có EV là dùng cái cây này rất hay nha. Đây là cái EV Fitman của dòng chính hãng của Eco luôn ha, Fitman. Đó, ngắn gọn thôi. Đây là hai cây của chú ha. Thì khi anh em mua, mọi người sẽ đọc cái mã số nha, số 1, số 2 nha. Rồi mọi người chuyển khoản cộng thêm 100.000 tiền ship thì bên Long Bùi sẽ đóng gói và gửi hàng cho mọi người. Ví dụ cây này có hộp thì nó sẽ có hộp, cây này không có hộp thì nó sẽ có bò một cái bao da đi theo cho mọi người nha. Rồi, tiếp theo là cây số 3. Đây là cây của chú Hải, một người chú ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cây Yamaha C70, chú mua của Việt Thương. Đây khóa hãng zin hết. Thì chú nâng cấp hai cây Merida của mình, dòng cao cấp của mình. Đây. Đó. Hai cây Merida. Cái này chú mua mới là 4 triệu mấy đó, chú mua mới là 4 triệu mấy. Về chú chơi, cũng tập chơi thôi, mình cũng đã vệ sinh hết rồi, mọi thứ là ok hết, cho anh em nào thích thì chơi ha. Thì cái này thì mình nâng cấp của chú với giá là 2 triệu, thì mình cũng đỡ lại cho mọi người với giá là 2 triệu và thay dây vệ sinh rồi hết. Còn mình
đó cho anh em thích chơi Yamaha thì chơi cây này ha, Yamaha S70. Đây, S70. Dòng những dòng đời Yamaha đời mới. Đó. S70. Số 3. Hai kèo. Những cây này nói chung mình làm những cái cây giá nó phải cực kỳ thấp, cực kỳ thấp cho mọi người dễ dàng chơi ha. Đây là cây số 4. Cây này còn rất mới, cây này là cây cướp thơm phun điệp của bên mình làm cho một cô ở sau lưng nhà mình luôn, sau lưng tiệm mình luôn. Một cô rất lớn tuổi rồi, hàng U60 rồi. Đây, khoảng 60 hay 55 gì đó thôi. Nói chung cỡ đó thôi, cô gọi là lớn, còn trẻ nhưng mà lớn. Nghe nói là cô nói lớn tuổi rồi, mình cũng nói lớn tuổi chứ thật sự U 55 60 gì đó thì còn không trẻ lắm. Thì cô có đặt mình đóng một cây custom full điệp này bản cần 50 để cô tập chơi đàn, và mình cũng đã giới thiệu thầy cho cô rồi, nhưng mà sau một thời gian thì không theo nổi và có qua đây nhờ Long Bùi đó ha, bán lại. Nhưng cây đàn cũng rất đẹp, nói Long Bùi cứ bán giùm cô đi đó. Thì mình đã hôm trước đã đem qua, mình đã nói cô là về cố gắng tập đi, đừng có nản như vậy, con sẽ không có thu lại đàn đâu, đợi cho cô tập. Nhưng mà cô lần thứ hai thì khoảng một tháng sau á, cây đàn rất đẹp, tại bộ gỗ này, những bộ gỗ mà Long Bùi tuyển ra để làm những cây custom, những người thợ cao cấp nhất của mình làm là cái tút mùng của nó này. Đó. Ha. Đó. Lúc mình đóng cho cô là 6.500.000 6.500.000 với cây full điệp mà người thợ cao cấp nhất của mình làm, dòng từ cái gỗ, cái tút, cái khóa, thùng, chất lượng cầu nang ở bên trong này, mọi người xem đó, cực kỳ xuất sắc trong cây này luôn. Cho cái ai chơi cổ điển thì chơi cây này tuyệt vời. Mình sẽ không so sánh với cây Yamaha S70, nhưng mà mọi người nghe cái âm của cây này. Mình chỉ đợi cho mọi người tự so sánh thôi, nhưng mà phê lắm. Đó, anh em thích chơi Yamaha, chơi Yamaha, thích chơi có thơm thì chơi có thơm, cây có thơm full điệp cực kỳ xuất sắc của bên mình. Đây, thì cái này mình bán lại giùm cô là với giá chỉ có giá là 2.500.000 thôi. Cây này mình đỡ mình bán mới cũng được, nhưng mà mình không ấy, tại vì đây nó có ví dụ như khách chơi cũng có một hai dấu, nhưng mà mình đã làm cái hàng nào của khách dấu nhẹ đây, ngay mặt đây không thấy, nhưng mà mình cũng nãy giờ mình cũng ngồi mình xem cái này còn rất đẹp, nhưng mà mình đã nâng cấp cho mấy cô nhờ bán lại nâng cấp, thì mình đều làm cho mọi người, cho những cái này thật sự bán mới cũng là rất là xuất sắc luôn, nhưng mà mình không làm như vậy. Đây mọi người nghe cái cây Yamaha ha. Chị hôm nay chỉ kịp soạn vừa sinh và làm liền bốn cái này cho mọi người thôi. À còn cái một cây một rít W30 nữa để mình giới thiệu cho mọi người luôn, mình lấy rẻ cho mọi người luôn. W30 mới về còn mới nghiêng luôn. Đây. Để mình giới thiệu cho mọi người cây một rít W30 với giá là chỉ 4.500.000 thôi. Cây này là với giá 5.500.000, nhưng mà Long Bùi sẽ đỡ cho mọi người 4.500.000 luôn ha. Một rít W30. Đây cây này. Cây này mình đợt này nó chỉ soạn về cho mình cùng với một cái cây đàn rất là cao cấp, đó là dòng mình về một cây Takamine. Takamine cho một thầy giáo Bình Phước với giá là 80 triệu, nhưng mà không cho mình vay lên,
cái đó là thầy về đi show. Đây thầy nó gửi chung mình về cây Moritz Đức 30, chỉ có một cây này thôi, còn mới nghiêng luôn, mới nghiêng luôn, nó rất là đẹp. Đây Moritz Đức 30 xuất sắc luôn nha mọi người đó. Giá là cây này là mình hàng này về là 5.500.000 một cây này, nhưng mà mình cũng sẽ lên clip này mình đỡ cho mọi người 4.500.000 thôi cho một cây này thôi. Moritz Đức 30 xuất sắc, cây xuất sắc. Hồi chiều có một người anh cũng hỏi mình cái dòng tầm 2.5 triệu đến 2.5 triệu mà của Yamaha hoặc Moritz, nhưng mà mình nói là không có. Bây giờ hiện tại thì những cái dòng thấp của mình, như hôm trước mình làm 630 cây là đã không còn nữa, cho nên có còn cũng còn mấy cây đời nó còn rồi, nó không có đẹp, cho nên mình cũng chưa có kiểm tra hết, cho mình cũng không có bán. Mình có tư vấn cho anh cây này đỡ, mình cũng giảm cho anh luôn, mình cũng nói là cây này về là với giá là 5.500.000, như anh em lấy thì mình đỡ cho 4.500.000 luôn, nhưng mà nói bây giờ hiện tại thì anh mê quá, nhưng mà điều kiện chưa cho phép. Thì anh em nào thích cây Moritz Đức 30 này mình vẫn đỡ cho mọi người với giá là 4.500.000, khỏi chờ khách nâng cấp gì hết luôn nha, là đã có một cây Moritz Đức 30 tuyệt vời như này, là xuất sắc. Cây này và cầm ít phòng khó, mọi thứ là nó rất là xuất sắc luôn mọi người. Đây rất xuất sắc, âm thanh lắm. 4.500.000 cho cây số 5 Moritz Đức 30 ha. Rồi anh em mua thì đỡ chụp cái màn hình lại gửi với mình, cái đàn mình sò không cho nó chính xác, chứ mình clip của mình không có đỡ ngày tháng năm, cho nên clip của mình thường thường lên là trong buổi tối là hết rồi, cho nên mình cũng không có ghi lại ngày tháng năm, tại cái tiêu đề nó dài quá, nó không cho giới hạn cái phần viết á, cho nên mọi người cứ chụp màn hình lại rồi mọi người nói cây nào, cây quý cây số 5 Moritz Đức 30, mọi người chỉ cần nhắn cây số 5 Moritz Đức 30 mình sẽ biết cây số 5 Moritz Đức 30 4.500.000 cộng thêm 100k tiền ship là 4.500.000. Mọi người chuyển khoản, nhắn tin địa chỉ số điện thoại, em Long Bùi sẽ ship cho mọi người. Canh chỉnh vệ sinh setup hết mọi việc đó là mọi người Long Bùi làm, mọi người chỉ nhận đèn và chơi thôi đó. Thì clip của em Long Bùi xin được kết thúc ở đây, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn những người bác, người chú, người anh đã luôn luôn tin tưởng cũng như là theo dõi cơ sở sản xuất đàn guitar Long, cũng như luôn luôn tin tưởng vào người thợ, người kỹ thuật cũng như là người chủ như Long Bùi để làm cho mọi người những cái đàn tầm giá ứng với tầm giá bao nhiêu mọi người bỏ ra đã có được sử dụng được một cái đàn được tốt, được chất lượng, từ bare action thùng bọng cho tới mọi thứ nha mọi người. Còn mọi việc nếu không ý, Long Bùi hoàn toàn chịu trách nhiệm trên những gì mà Long Bùi làm. Ví dụ như mà cái đàn không đúng chất lượng này, không đúng kết cấu này, không có đúng những cái kỹ thuật, hay là cái đàn bị cao dây quá đánh không được, thì Long Bùi đều hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi người. Ship đi bờ vỡ Long Bùi cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ ưng ý. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.